Hãy tưởng tượng một vũ trụ nơi mà lực hấp dẫn điều giữ các hành tinh, ngôi sao và thậm chí cả các thiên hà lại với nhau, lại không hề phụ thuộc vào khối lượng. Khái niệm này dường như thách thức mọi điều cơ bản nhất chúng ta biết về vật lý, nhưng cũng có thể là chìa khóa để giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ. Tiến sĩ Richard Liu, một giáo sư vật lý và thiên văn học tại Đại học Alabama ở Huntsville, đã công bố một lý thuyết mang tính cách mạng cho rằng lực hấp dẫn có thể tồn tại mà không cần bất kỳ khối lượng nào để tạo ra nó. Theo lý thuyết này, trọng lực không chỉ là lực hút giữa các vật có khối lượng, mà còn có thể phát sinh từ các yếu tố khác, mở ra một hướng nghiên cứu hoàn toàn mới cho vật lý học. Lý thuyết của ông có khả năng lý giải những tác động của lực hấp dẫn trong các khu vực mà không tồn tại vật chất tới, yếu tố bí ẩn lâu nay vẫn được coi là cần thiết để giải thích cấu trúc và hành vi của vũ trụ. Khái niệm này gọi nhớ đến năm 1932, khi nhà thiên văn học người Hà Lan Jan Oort từng đưa ra ý tưởng về khối lượng bị mất để giải thích sự liên kết của các thiên hà mà không dựa hoàn toàn vào các nguyên lý trọng lực thông thường. Nhưng lý thuyết của tiến sĩ Lu có tiềm năng lớn hơn thế nhiều khi không chỉ loại bỏ nhu cầu về vật chất tới mà còn có thể làm thay đổi cách chúng ta hiểu về bản chất của không gian và thời gian. Tôi là Kitten và bạn đang xem tại Kitten Explorer. Hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu vào lý thuyết hấp dẫn này, khám phá những hàm ý to lớn mà nó đem lại và thảo luận xem liệu điều này có thể làm thay đổi cách nhìn của chúng ta về vũ trụ mãi mãi. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những tiềm năng mà lý thuyết này mang đến cho tương lai của khoa học và hiểu biết của loài người về chính vũ trụ mà chúng ta đang sống. Từ lâu, hiểu biết của chúng ta về lực hấp dẫn, lực giữ cho các hành tinh, sao và các thiên hà không tan mát trong vũ trụ đã dựa trên những nền tảng vững chắc của vật lý. Theo định luật vạn vật hấp dẫn của Isaac Newton, lực hấp dẫn được hiểu là một lực hút giữa hai vật có khối lượng, tỷ lệ thuận với khối lượng của chúng và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. Điều này có nghĩa là mọi vật thể, dù nhỏ hay lớn, đều hút nhau theo cách mà khối lượng càng lớn thì lực hút càng mạnh. Khi Albert Einstein giới thiệu thuyết tương đối tổng quát, ông đã thay đổi cách chúng ta nhìn nhận lực hấp dẫn. Thay vì là một lực trực tiếp giữa hai khối lượng, Einstein mô tả trọng lực là kết quả của sự uốn cong trong không thời gian do khối lượng gây ra. Theo đó, các vật thể lớn như mặt trời hay các hành tinh làm uốn cong không thời gian, tạo ra một đường dốc mà các vật thể khác bị kéo vào. Sự hiểu biết này không chỉ chính xác hơn, mà còn mở ra những cách mới để dự đoán và quan sát lực hấp dẫn trong vũ trụ. Tuy nhiên, khi nghiên cứu các thiên hà, các nhà khoa học đã gặp phải một vấn đề lớn. Các ngôi sao ở rìa thiên hà di chuyển với tốc độ quá nhanh so với những gì lý thuyết của Newton và Einstein dự đoán. Theo lý thuyết này, nếu không có thêm khối lượng ở các vùng xa của thiên hà, những ngôi sao này sẽ không thể giữ được trong quỹ đạo của chúng và đáng lẽ ra đã văng ra khỏi thiên hà. Để giải thích cho điều này, các nhà khoa học đã đề xuất sự tồn tại của một loại vật chất vô hình gọi là vật chất tối. Vật chất tối tạo ra lực hấp dẫn mạnh đủ để giữ các thiên hà lại với nhau mà không bị phân rã. Nhưng sau nhiều thập kỷ nghiên cứu, vật chất tối vẫn là một bí ẩn lớn. Chúng ta chỉ có thể suy đoán về sự tồn tại của nó dựa trên các hiệu ứng hấp dẫn quan sát được, nhưng vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp nào xác nhận sự tồn tại của nó. Từ đó, nhiều lý thuyết thay thế đã được đưa ra với mục tiêu giải thích các hiện tượng hấp dẫn mà không cần dựa vào vật chất tới. Tiến sĩ Richard Liu đã đề xuất một lý thuyết mới đột phá. Theo ông, có một khả năng rằng lực hấp dẫn không nhất thiết phải dựa trên khối lượng, mà có thể phát sinh từ những khiếm khuyết topo, các cấu trúc độc đáo trong không gian mà tính chất vật lý của vũ trụ thay đổi đột ngột. Khiếm khuyết topo là những khu vực bất thường trong không gian có thể xuất hiện khi vũ trụ non trẻ trải qua những biến đổi mạnh mẽ, chẳng hạn như các giai đoạn chuyển đổi pha sau vụ nổ Big Bang. Trong lý thuyết này, một khiếm khuyết topo có thể được cấu tạo bởi hai lớp. Một lớp bên trong có khối lượng dương và một lớp bên ngoài có khối lượng âm. Khi tương tác, hai lớp này tạo ra hiệu ứng hấp dẫn mạnh mẽ mà không cần đến bất kỳ khối lượng thực sự nào. Điều này có nghĩa là các cấu trúc như vậy có thể tạo ra một loại lực hấp dẫn giả, mô phỏng hiệu ứng của vật chất tới mà không cần phải có vật chất tới. Hơn nữa, lý thuyết của Liu không chỉ có thể giải thích các hiện tượng bí ẩn trong các thiên hà mà còn mở ra một khung lý thuyết hoàn toàn mới về vũ trụ. Nếu các khiếm khuyết topo này thực sự tồn tại, chúng có thể là những yếu tố cấu trúc quan trọng, không chỉ trong các thiên hà mà còn trong toàn bộ vũ trụ. Thay vì phụ thuộc vào khối lượng, lực hấp dẫn có thể dựa vào những cấu trúc vô hình và bí ẩn này, tạo ra một mô hình hoàn toàn mới cho sự hình thành và phát triển của các thiên hà và cụm thiên hà. Nếu lý thuyết của Liu được kiểm chứng và chấp nhận, nó có thể giải quyết nhiều vấn đề chưa có lời giải trong vật lý hiện đại, từ bản chất của lực hấp dẫn đến việc giải thích vì sao các thiên hà không tan rã mà vẫn duy trì được hình dạng của mình. Đây sẽ là một bước tiến cách mạng, có khả năng thay đổi hoàn toàn hiểu biết của chúng ta về vũ trụ và mở ra những hướng đi mới trong nghiên cứu vật lý thiên văn.
Trong vật lý truyền thống, lực hấp dẫn được giải thích qua sự tác động của khối lượng lên cấu trúc không thời gian. Các vật thể có khối lượng lớn như hành tinh và sao làm uốn cong không thời gian, và các vật thể khác di chuyển trong vùng không thời gian bị uốn cong này sẽ cảm nhận được lực hút mà chúng ta gọi là trọng lực. Mô hình này của Einstein không chỉ giải thích tốt chuyển động quỹ đạo của các hành tinh, mà còn miêu tả chính xác hiện tượng bề cổng của ánh sáng xung quanh các thiên thể lớn, tạo ra hiện tượng được biết đến như là thấu kính hấp dẫn. Tuy nhiên, khi quan sát các thiên hà, các nhà khoa học đã phát hiện một điều bất ngờ. Các ngôi sao ở rìa ngoài của thiên hà quay nhanh hơn nhiều so với dự đoán. Điều này không thể giải thích chỉ bằng lượng khối lượng hữu hình, vì nếu chỉ dựa vào khối lượng quan sát được, những ngôi sao này đáng lẽ đã bay ra khỏi quỹ đạo của chúng. Để lý giải cho hiện tượng này, lý thuyết vật chất tối đã ra đời, cho rằng có một loại vật chất vô hình nhưng tạo ra lực hấp dẫn cần thiết để giữ cho các thiên hà không tan rã. Lý thuyết của tiến sĩ Lu đưa ra một cách tiếp cận hoàn toàn khác, khi ông đề xuất rằng lực hấp dẫn có thể phát sinh mà không cần có khối lượng, nhờ vào cấu trúc gọi là cấu trúc không khối lượng hay các khuyến khuyết topo. Theo lý thuyết này, các cấu trúc không khối lượng này có thể chứa một lớp bên trong có khối lượng dương và một lớp bên ngoài có khối lượng âm. Hai lớp này cân bằng nhau, tạo ra một tổng khối lượng bằng không. Điều đáng chú ý là mặc dù không có khối lượng thực sự, các cấu trúc này vẫn có thể tạo ra trường hấp dẫn. Khi một ngôi sao nằm trong một cấu trúc như vậy, nó sẽ trải qua lực hấp dẫn kéo về phía trung tâm của nó, mô phỏng rất chặt chẽ lực hấp dẫn tạo ra bởi khối lượng hữu hình. Điều này có nghĩa là nếu các cấu trúc không khối lượng này thực sự tồn tại, chúng có thể tạo ra hiệu ứng hấp dẫn bổ sung mà chúng ta đang cố gắng giải thích bằng vật chất tới. Lý thuyết của Lu thậm chí còn có thể giải thích các đường xoắn quay phẳng của các thiên hà. Theo các mô hình truyền thống, để duy trì tốc độ quay cao của các ngôi sao ở rìa ngoài thiên hà, sẽ cần một khối lượng bổ sung vô hình, vốn được cho là do vật chất tối gây ra. Tuy nhiên, với lý thuyết cấu trúc không khối lượng, các ngôi sao ở rìa thiên hà có thể chịu lực hấp dẫn từ những cấu trúc không khối lượng này, giúp duy trì tốc độ quay mà không cần vật chất tới. Thêm vào đó, lý thuyết cấu trúc không khối lượng của Lu còn giải thích được hiệu ứng thấu kính hấp dẫn. Khi ánh sáng đi qua những vùng chứa các cấu trúc này, nó sẽ bị lệch vào trong, tạo ra một hiệu ứng thấu kính tương tự như do vật chất tối gây ra. Ánh sáng từ các ngôi sao và thiên hà xa xôi sẽ bị uốn cong khi đi qua vùng chứa các cấu trúc này, khiến chúng ta quan sát thấy hiện tượng thấu kính hấp dẫn mà trước đây chúng ta đã quy cho sự hiện diện của vật chất tối. Nếu lý thuyết này được chứng minh, nó có thể là một bước đột phá lớn, cung cấp một lời giải thích hoàn toàn mới cho các hiện tượng hấp dẫn mà không cần vật chất tối. Điều này sẽ thay đổi hoàn toàn cách chúng ta hiểu về bản chất của vũ trụ, từ sự hình thành thiên hà đến sự phát triển của các cụm thiên hà lớn, mở ra những hướng nghiên cứu mới trong vật lý thiên văn và vũ trụ học. Nếu lực hấp dẫn có thể tồn tại mà không cần khối lượng, điều này không chỉ đơn thuần là một phát hiện lý thuyết, mà còn có thể thay đổi sâu sắc cách chúng ta xây dựng và phát triển công nghệ quan sát vũ trụ. Các phát hiện về lực hấp dẫn không khối lượng có thể dẫn đến việc tạo ra các kính thiên văn và hệ thống dò tìm mới, tối ưu để phát hiện các biến dạng nhẹ trong không thời gian, có thể được gây ra bởi những cấu trúc không khối lượng hoặc các cấu trúc tương tự. Sự nhạy bén vượt trội của những công nghệ này không chỉ hỗ trợ trong việc xác minh lý thuyết, mà còn mở ra khả năng khám phá những hiện tượng bí ẩn khác mà hiện tại chúng ta chưa nhận diện được. Các khái niệm này cũng giao thoa với nghiên cứu trong lĩnh vực năng lượng tối. Trong nhiều thập kỷ qua, các nhà khoa học đã quan sát rằng vũ trụ không ngừng giãn nở với tốc độ ngày càng nhanh, một hiện tượng thường được quy cho sự hiện diện của năng lượng tối. Nếu lực hấp dẫn có thể tác động mà không cần khối lượng, thì rất có thể điều này có liên quan đến cách thức mà năng lượng tối tạo ra hiệu ứng giãn nở trên quy mô vũ trụ. Những cấu trúc không khối lượng như vậy có thể đóng vai trò là cơ sở để giải thích một phần bản chất của năng lượng tối, mở ra cánh cửa khám phá sâu hơn về nguyên nhân và cơ chế đằng sau sự giãn nở của vũ trụ. Thêm vào đó, những kết quả này có thể góp phần làm sáng tỏ bản chất của vật chất tới, một trong những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ học hiện đại. Nếu lực hấp dẫn có thể được sinh ra mà không cần đến khối lượng, thì một số hiện tượng mà chúng ta cho là do vật chất tới có thể thực ra là kết quả của những cấu trúc không khối lượng này. Điều này không chỉ giúp chúng ta lý giải các chuyển động bất thường của các ngôi sao ở rìa thiên hà, mà còn cung cấp một cách tiếp cận mới để nghiên cứu những cụm thiên hà khổng lồ và các hiệu ứng thấu kính hấp dẫn mà hiện nay được gán cho vật chất tối. Mặt khác, lý thuyết về lực hấp dẫn không khối lượng cũng có thể dẫn đến các ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ lượng tử và viễn thông. Nếu các cấu trúc không khối lượng có khả năng tạo ra trường hấp dẫn, thì việc hiểu rõ cơ chế này có thể giúp chúng ta phát triển các hệ thống giao tiếp viễn thông dựa trên các hiệu ứng tương tác hấp dẫn, mang lại khả năng truyền tải dữ liệu một cách an toàn hơn và không dễ bị đứt đoạn. Ngoài ra, trong ngành công nghệ hàng không vũ trụ, hiểu biết mới về lực hấp dẫn có thể dẫn đến các thiết kế tàu vũ trụ và lộ trình bay tiên tiến,
sử dụng các cấu trúc không khối lượng để hỗ trợ lực đẩy, hoặc thậm chí tạo ra môi trường trọng lực ổn định hơn cho các hành trình dài ngày trong không gian. Sự tồn tại của lực hấp dẫn, không khối lượng đặt ra một câu hỏi lớn đối với lý thuyết trường thống nhất, Unified Field Theory. Một lý thuyết nhằm hợp nhất tất cả các lực cơ bản của tự nhiên, bao gồm lực hấp dẫn, lực điện tử, lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu. Nếu lực hấp dẫn không hoàn toàn phụ thuộc vào khối lượng, điều này có thể mở ra một hướng nghiên cứu mới trong việc khám phá cơ chế gắn kết giữa lực hấp dẫn và các lực khác trong tự nhiên, đặc biệt là trong cơ học lượng tử. Điều này có thể góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng các lý thuyết tiên tiến nhằm hợp nhất thuyết tương đối rộng với cơ học lượng tử, mang lại một bức tranh toàn diện hơn về các lực tự nhiên và giúp chúng ta tiến gần hơn đến việc hiểu rõ toàn bộ vũ trụ. Nếu những lý thuyết này được chứng minh, công nghệ của chúng ta sẽ tiến xa đến đâu? Liệu chúng ta có thể khám phá và ứng dụng những hiệu ứng hấp dẫn mới này trong du hành vũ trụ, năng lượng tái tạo, hay thậm chí là những công nghệ chưa từng tưởng tượng được? Những câu hỏi này không chỉ mở ra cánh cửa cho một tương lai đầy tiềm năng, mà còn khiến chúng ta phải suy ngẫm về vị trí của nhân loại trong vũ trụ bao la. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Nếu bạn thấy nội dung thú vị, đừng quên like, share và đăng ký kênh Kitten Explorer để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo. Hãy cùng nhau tiếp tục hành trình khám phá những bí ẩn kỳ thú của vũ trụ này.